rơi tự do dưới thời huấn luyện viên Chu Xie, đội tuyển Việt Nam đối mặt với lá thăm khắc nghiệt ở giải châu Á. Đội tuyển Việt Nam không chỉ tự đánh mất cơ hội ở vòng loại World Cup 2026 mà còn gặp khó tại vòng loại ASEAN Cup 2027. Kém Indonesia 4 điểm, đội tuyển Việt Nam gần như chắc chắn không thể vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026. Bên cạnh việc nỗ lực trong hai trận cuối, đoàn quân áo đỏ sẽ phải tính dần đến kế hoạch cho vòng loại thứ 3 ASEAN Cup 2027. Theo thể thức mới, vòng loại thứ 3 ASEAN Cup 2027 bao gồm 24 đội tham dự và tranh 6 tấm vé đến với vòng chung kết. Các đội được chia vào 6 bảng đấu, mỗi bảng 4 đội và tấm vé chỉ dành cho duy nhất đội đầu bảng. Thể thức này tiềm ẩn nhiều rủi ro, bởi khi chỉ có một suất cho mỗi bảng đấu, một lần sẩy chân có thể khiến một đội tuyển tụt lại trong cuộc đua. Một số đối thủ tiềm tàng mà đội tuyển Việt Nam có khả năng chạm trán ở vòng loại này: Afghanistan, Kuwait, Triều Tiên, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Đài Bắc Trung Hoa, Turkmenistan, Hồng Kông, Trung Quốc, Tajikistan, Yemen, Lebanon. Trong đó, Tajikistan và Thái Lan đang tạm thời xếp trên Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Hai đội Triều Tiên và Lebanon đứng ngay sau đoàn quân áo đỏ với cách biệt điểm số khá nhỏ. Kuwait, Turkmenistan là hai đội có thành tích đối đầu vượt trội so với tuyển Việt Nam. Còn những cái tên thuộc khu vực Đông Nam Á như Singapore, Malaysia và Myanmar đều hiểu rất rõ về những chiến binh sao vàng. Lần gần nhất tham dự vòng loại thứ 3 ASEAN Cup, đội tuyển Việt Nam cũng chỉ đứng thứ 2 trong bảng đấu cùng 3 đội Jordan, Afghanistan và Campuchia. Đoàn quân áo đỏ khi ấy có 2 trận thắng thì đều là trước Campuchia. Vòng loại thứ 3 ASEAN Cup 2027 dự kiến khởi tranh từ tháng 3 năm 2025. Các trận đấu ở vòng loại này được FIFA tính hệ số điểm bằng với những trận thuộc vòng loại World Cup.